Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công ty Mitsubishi Marvel Bình Dương tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và trao học bổng cùng em đến trường năm 2024 tại trường tiểu học Thanh An, huyện Dầu Tiếng. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe một số nội dung cơ bản về luật giao thông đường bộ, cách tham gia giao thông an toàn và những kỹ năng cần thiết khi đi bộ, đi xe đạp và khi ngồi trên xe máy. Các em cũng được tham gia các hoạt động thực hành tìm hiểu về an toàn giao thông, giúp các em nắm vững kiến thức một cách sinh động và dễ hiểu. Đặc biệt, chương trình đã trao tặng 5 suất học bổng cùng em đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Đây là nguồn động viên giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập. Buổi tuyên truyền không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho các em học sinh, mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội an toàn và văn minh hơn.